Rồi hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phú Phúc nha anh em. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em biết máy này nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 nha, có từng cái bảng ha. Quy định mua máy thì anh em cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Nhấn họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào nha, mình sẽ ship hàng ha. Còn những máy mà cao quá 3-4 triệu thì anh em vui làm chuyển khoản cọc nha, qua Momo, Viettel Pay hoặc là số tài khoản nha. Mình sẽ số tài khoản anh em chuyển khoản theo số đó và trừ tiền cọc ra lúc anh em nhận hàng nha. Tất cả các máy thì mình không có bao ship nha, anh em cần phải ship 35.000 nữa nha. Đó, chứ nhiều anh em đưa tới nói sao cọc 50 rồi còn thêm tiền gì nữa là nói là tiền ship anh em, tiền ship cho shipper ha. Rồi anh ra dòng nữa mình giới thiệu máy hôm nay luôn nha. Đầu tiên là con Samsung G530 nha anh em, con này thay vỏ đẹp rồi nha, thay vỏ mới kem mà ha. Samsung G530, con này màn hình 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 8 nha, pin 2006, kính đẹp, vỏ đẹp. Máy thì chủ yếu nghe gọi với là lên YouTube nhẹ nhẹ thôi. G530, mình sẽ test chức năng, thông tin tiếp nhận nha. G-Rangin này nè, G530 này. Wi-Fi đồ ok hết ha. Con này đến em giá 590 nha, 590k nha, 10k sạc ha, như bóc hộp luôn, 590.000 ha, quá bèo. Máy vỏ đẹp như mới, thay vỏ mới hết cho anh em rồi. Tiếp theo là một con 6S Lock nha anh em, con này 6S Lock ha, máy đẹp tầm 98 nha. 6S bản lock đã lên quốc tế nha anh em, bỏ sim vô là xài ha, đã lên quốc tế cho anh em rồi. Anh em đừng có reset lại, là xài thoải mái ha, mình đã lên máy quốc tế cho anh em. Chỉ việc bỏ sim vô máy sạch trơn ha, 64GB, chức năng full. 6S bây giờ là 6S như 6S quốc tế luôn, 64GB nha. Máy này mã gì đây, mã Mỹ ha, LL à. Pin thay mới rồi nha anh em, pin 100 nha, pin thay mới rồi. 6S 64GB mã Mỹ, đã lên quốc tế, máy lóc nha. Con này để anh em giá 1.900.000 nha, 1.900.000 kèm sạc, giá lực cho anh em luôn nha, có ốp lưng luôn nè, đã lên quốc tế, bỏ sim vô là xài bình thường nha. Và mình có một con 7 nút lóc cũng đã lên quốc tế đó cho anh em luôn nè. Con này cũng 7 nút mà bán lóc nha, cũng lên quốc tế luôn. Con này 32GB. Con này vỏ thì không có được đẹp mấy nha anh em, vỏ nó có xước sát nha. Đấy, như clip này, vỏ xước sát như vậy. Kính có lông mèo 1-2 cộng ha. Này lông mèo như vậy ra nè. Mình test thử coi, con này có full văn được không. Wi-Fi rồi các kiểu ok nha, con này mấy ghi đây, 32GB nha anh em, máy Mỹ luôn nha, máy lút Mỹ ha. Vân tay ngoài còn không, ring vân tay nha anh em, ring nha. Ok, máy chức năng full, 32GB, 7 lút. Máy lock nhưng mà lên quốc tế rồi. Con này để em giá 3.800.000 nha, 3.800.000 kèm sạc, giá cả lực cho anh em luôn, máy full chức năng nha. Nên là còn gọi là một con duy nhất thôi, 3.800.000. Tiếp theo là một con S8 cộng màu đen, ngoại hình thì đẹp, sườn có xuất sắc này, sườn xuất sắc này đây, còn lưng đẹp, kính đẹp nha. S8 cộng màn hình 6.2, RAM 464, pin 3.5 nha. Một đốm nhẹ đây nha em, một đốm gấp nhẹ này. Còn là full chức năng nha. Đốm này là xài bao không lan cho anh em nha, yên tâm. F8 Bluetooth, con này để anh em giá 2.690. 2.690.000 nha, kèm sạc. Cho anh em. F8 Bluetooth, máy còn xài rất là mượt nha.
Tiếp theo là con Reaper Dream, thay vỏ mới màu trắng nè anh em. Thay vỏ màu trắng rất là đẹp nha. Như máy mới luôn. Màn sáng đẹp. Reaper Dream nha anh em. Con này mà hình 5.5 nha, RAM 332, pin con này là 3.300. Máy như bóc hộp luôn đó anh em coi đi, mới ke sao em. Wi-Fi ok nha. Reaper Dream. Ok, con này đến em giá 1650 nha. 165. Mấy cái dòng này thì hay có những cái đốm sáng cái kiểu này nha anh em. Nó màng bình thường hết đó nha. Nhưng mà mình cái dòng mấy cái dòng Reaper Dream á thay vỏ đa số bị. Chả ảnh hưởng gì hết nha anh em. Nó là cái đốm nhẹ thôi. 1650 nha anh em, mới kem. Tiếp theo là một con Samsung A600 bản hàng. Máy đẹp 97.8 nha, chỉ có sườn mới với anh em nhẹ nhẹ thôi. Màn hình 5.6 cho anh em, RAM 332, pin con này là 3.000. Máy riêng nguyên. Đẹp 97.8, kính keng luôn. Kính thì phải 99 luôn. À, Wi-Fi này. À 6. Máy full chức năng nha. Con này để anh em giá 1750. 175 kèm sạc này, giá cực lực cho anh em luôn. Máy nói chung là hình còn rất là ok, nguyên riêng. Tiếp theo là con A8 nha. A8 máy riêng bản hàng ha. A8 máy riêng nguyên bản hàng. Đẹp 97-98 thôi. Màu gold. Kính có lông mèo nhẹ nhẹ. Con này RAM 4, bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình 5.6, pin 3.000. A8 máy riêng cực đẹp nha anh em. Ngoại hình phải 5.7-98, kính sức nhẹ thôi nhưng mà riêng nguyên, màn không ám ố gì hết ha, cực đẹp nè. Chức năng con này xài ok luôn anh em, đừng có so những máy mà nó dốn hơn nha. Con này là quá ok luôn á. A8 này, máy một sim nha anh em, máy riêng nguyên các kiểu là ok hết ha. Con này để anh em giá 2.3 nha. 2.3 kèm sạc với lại dán kính cho anh em luôn. Máy quá đẹp nha. Lông mèo cực nhẹ. Tiếp theo là con Reaper Dream. Màu hồng nha, Reaper Dream. Màn hình 5 inch. RAM 216 in 2004. Máy riêng nguyên. Đó, chức năng ok nha. Reaper Dream G570. Con này ra đi cho anh em giá bèo luôn. 1250. 1250, máy đẹp tầm 97-98 nha anh em. Kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy còn rất ok. Em 97-98%. Tiếp theo là con Samsung A50 riêng nguyên. Samsung A50 màu đen. Lưng sức nhẹ thôi. Kính thì nên coi ngay, kính 1-2 cộng lông chuột thôi, không có đáng kể nha. A50 máy riêng nguyên, chức năng full nha. Đó, Wi-Fi. A50 chức năng các kiểu ok, máy đẹp tầm 97-98. Con này màn hình 6.4, RAM 464, pin 4.000. Con này để anh em giá 2.9 nha. 2.9 kèm sạc dán lực cho anh em luôn. 2.9. Một con Oppo A93 đi. Oppo A93 máy đẹp nha anh em. Còn miếng dán guarantee cường lực luôn này. Máy đẹp tầm 97-98. Con này màn hình 6.43, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4.000. Máy đẹp ke sạc luôn, 98-99 luôn á.
riêng nguyên. Oppo A93, RAM 8, bộ nhớ 128GB, mẫu đời mới ra nha anh em. Chức năng xài ok, chuẩn chỉnh. A93, RAM 8, bộ nhớ 128. Con này ra đi cho anh em giá 4950 nha. 4950 kèm sạc với lại giá cơ lực cho anh em luôn. Ok nha anh em. Tiếp theo là mình có một con Note 8 nha anh em. Note 8 máy riêng đẹp. Có cái ốp lưng cho anh em quá đẹp luôn nè, anh em là cần phải alo nha. Note 8 bản 2 SIM. Máy điện thoại thôi. Kính là không có xước luôn anh em. Lưng sau màu đen. Lưng sau màu đen nhưng mà ngay đây là có xước nhẹ thôi. Cực nhẹ, con này đánh giá đẹp tầm 98. Đó, máy ok nè. Chức năng ok nha. Note 8 nha. Hai SIM nha anh em. Con này hai SIM. Màn hình 6.3, RAM 664, pin 3003. Máy chức năng full nha. Con này để anh em giá 3. Bao nhiêu ta? Không được, con này hơi cao nha. 4.2 nha anh em. Con này 42 ha. Máy không có lỗi hết ha. Máy không lỗi nha, chức năng full. 4.2. Một thôi, con A5S trước đi. Oppo A5S. Con này nắp sau thay mới cho anh em rồi. Oppo. Màn hình 6.2. RAM 332, pin con này là 4230. Máy màu đỏ ha, thay nắp sau máy đẹp keng luôn. Kính đẹp, lưng đẹp. Đó, màn hình sáng đẹp nha. Đó. Wi-Fi các kiểu ok. RAM 332, Oppo A5S. Con này để cho anh em giá 1.900.000 nha. 1.900.000 kèm sạc giá cơ lực luôn. Tiếp theo là một con Samsung A6+, A6 Plus, màn hình 6 inch, RAM 432, pin 3500. Máy màu gold đẹp tầm 96-97 thôi. Đây đây, có cắn nhẹ nhẹ này, cái gió này. Đó, còn lại đẹp nha. Kính này đánh giá đẹp tầm 98-99 luôn. Gần như không có xước nha. A6 Plus, chức năng ok hết, wifi các kiểu ok, full chức năng. Con này để anh em 2.3 thôi, cho nhanh nha, 2.3. Kèm sạc giá cơ lực lên em luôn, 2.3 thôi. Một con A20 màu đỏ Samsung. Máy sau thì do nhâm nhâm cho sạp lưng nè. Màn hình 6.4 nha anh em, RAM 332, pin 4000. Sườn nói chung còn đẹp. Kính thì đẹp keng nha. Kính đẹp keng. Wi-Fi. Samsung A20. Con này đến em giá 2.4 triệu. 2.4 triệu kèm sạc giá cơ lực cho anh em luôn nha. Một con Note 8 màu xám xám này anh em. Note 8 nha. Màn hình 6.3, RAM 664 luôn, pin 3003. Con này vỏ đẹp, bút biết rồi còn nguyên hết ha. Con này vỏ đẹp nhưng mà màn có dính một đốm nhẹ nha. Đốm gấp đây. Đó, còn lại là không á. Chức năng ok hết nha. Màn đẹp nha anh em. Đốm nhẹ thôi, còn chức năng thì khỏi bàn. Full. Note 8, mấy một SIM quên mấy hàng nha anh em, một SIM. Một email thôi. Con này để anh em giá 3.2 triệu nha. Con này thì 3.2 triệu. Nó 8 3.2 triệu. Kèm sạc cho anh em nha. Rồi, tiếp theo là một con Samsung A71. Con này thay vỏ mới cho anh em rồi. Càng sạc em luôn A71. Màn hình 6.7. Con này RAM 8GB luôn. RAM 8 bộ nhớ 128. Pin thì 4500 nha. Máy này ép kính lại nha anh em. Màn riêng nhưng mà ép kính nha. Đó, không ảnh hưởng hết ha. Màn riêng ép kính nhà cho anh em rồi, thay vỏ mới, máy như mới luôn. Ép kính, cái nào có ép kính thì mình nói ép kính ha. Sáng đẹp cho anh em. Màn riêng luôn, màn riêng cực sáng đẹp. Samsung A71, mọi chức năng full.
Con này thì khỏi phải bàn chức năng. RAM 8 bộ nhớ 128GB nha anh em. Giá cực rẻ cho anh em luôn. Mấy thay vỏ nhưng mà để anh em giá bèo thôi, 5 triệu tròn. Con này 5 triệu tròn nha. Kèm sạc và dán cái lực cho anh em luôn. Đó. Ok nha anh em. Cần thì alo cho mình nha. Máy đẹp như mới luôn. Máy có sao thì mình quay lại rõ ràng rồi nha. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em.